Nếu ông trời không để bạn gặp khó khăn, thì làm sao bạn có thể nhìn thấu được lòng người? Nếu ông trời không để bạn thất bại, thì làm sao bạn biết được người bên cạnh là thật hay giả? Nếu ông trời không để bạn phải cô độc, thì làm sao bạn biết tự suy ngẫm lại? Nếu ông trời không để bạn gặp được quân tử và tiểu nhân, thì làm sao bạn có thể đề cao cảnh giác? Ông trời rất công bằng với mọi người, có người khiến bạn khóc thì nhất định sẽ có người làm bạn cười. Sống thì đừng quan tâm người khác nói gì về mình. Lý do rất dễ hiểu là chỉ có mình mới biết mình là ai. Tại vì lắm lúc người ta chỉ nhìn mình bằng một con mắt, nghe một phần hai và hiểu một phần bốn, nhưng lại đi kể gấp nhiều lần. Mọi người có quyền nghĩ bất cứ thứ gì họ muốn về cuộc đời bạn, bởi sau cùng thì họ cũng chẳng phải chịu một chút trách nhiệm. Tương tự với trách nhiệm, người khác cũng không có quyền năng để thay đổi giá trị, tài năng, số phận của bạn. Bạn là người duy nhất có quyền năng đó, nên hãy biết cách đặt những suy nghĩ của bản thân lên hàng đầu. Suy cho cùng, cuộc sống sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều nếu chúng ta yêu thương chân thành, sống hết mình và đừng bận tâm quá nhiều đến những vấn đề vụn vặt.